Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Nhầu Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong tuần 10, bài 18, tiết 1 và tiết 2, đồng cỏ nở hoa. Và khi thực hiện được xong bài này thì thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ đọc đúng từ ngữ câu đoạn và toàn bộ câu chuyện đồng cỏ nở hoa. Biết đọc lời của người dẫn chuyển, lời nói của nhân vật và nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua điệu bộ hành động và suy nghĩ, hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc thành tiếng. Thì ở đây chúng mình sẽ lắng nghe thầy đọc bài, sau đó chúng ta hãy dừng video và đọc lại bài đọc. Khi thầy đọc thì chúng mình có thể quan sát ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát lên màn hình lắng nghe thầy đọc bài. Bài đọc: Đồng cỏ nở hoa. Bóng là một cô bé có tài hội họa. Người phát hiện ra điều này trước nhất là Bác Lan, chị gái của bố Bóng. Thực ra, lúc đầu Bác Lan chỉ thấy hơi là lạ, vì con bé mới học tiểu học mà sao nó lại mê vẽ thế. Nó vẽ như người ta thở, như người ta nhìn, như người ta nghe. Nó vẽ các nàng tiên, các công chúa, các chàng công tử. Cái Bóng rất hay vẽ, nhưng đáng chú ý hơn là nó vẽ rất giống con mèo kết ra con mèo kết, con chó lu ra con chó lu, cây cau ra cây cau, bố lít nó ra bố lít, mẹ phít nó cũng chẳng lận được với ai. Cái mặt tròn như đồng xu với hai con mắt lá răng. Bác Lan đưa tranh của Bống cho ông họa sĩ Phan xem để hỏi ý kiến. Ông họa sĩ xem cả sắp tranh, vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân dung bố và mẹ Bống thì tằng tặc lượn trầm trồ. Chà chà, vẽ như đồng cọ đến kỳ nở hoa. Vẽ được lắm, được lắm. Đoạn ông nói: Còn những bước nào nữa? Cho ông xem với nào. Bỗng đưa cho ông cả tập tranh giấu trong cặp. Ông trố mắt, chỉ từng bức. Sao dưới bụng con gà mái mẹ lại có một hàng chấm chấm? Đó là tí của nó ạ. À, không có tí, gà con bố mẹ sao được ạ? À, thế con chuột nhắt đứng cạnh cái vòng tròn có hai chóp nhọn là cái gì? Là lưng con mèo. Ý cháu là hỡi tên chuột kia, mi hãy giờ hồn, mèo chưa quay đầu lại đâu. Theo Ma Văn Kháng, như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc Đồng cỏ nở hoa. Bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc này nhé. Tiếp theo thì thầy sẽ luyện đọc cho chúng ta. Trước khi luyện đọc thì chúng mình sẽ đến với phần chia đoạn. Trong bài này thì chúng ta thấy sẽ được chia làm bao nhiêu đoạn? À đúng rồi, chính xác. Như vậy thì trong bài chúng ta thấy sẽ là có 3 đoạn đúng không? Đoạn 1 sẽ là từ đầu đến các chàng công tử. Đoạn 2 sẽ là từ tiếp theo cho đến con mắt lá răng. Đoạn 3 thì là đoạn còn lại và chúng ta sẽ luyện đọc một số từ khó. Một số từ khó thầy lấy ví dụ một số từ khó cho chúng ta luyện đọc, ví dụ như là sắp tranh, sắp tranh, hay là tặc lưỡi, trầm trồ và chóp nhọn, chóp nhọn.
chóp nhọn. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại những cái từ khó này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ luyện đọc nối tiếp theo từng đoạn. Và để luyện đọc được nối tiếp theo từng đoạn thì thầy sẽ dạy nghĩa một số từ mà chúng ta chưa hiểu. Một số từ ví dụ như là mắt lá răm, đó là mắt một mí nhưng trong to, đuôi mắt dài và sắc, trông như đuôi của lá rau răm. Ví dụ như là đây là đôi mắt lá răm. Và sấp tranh thì tức là nhiều bức tranh cùng loại xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn thì gọi là sấp tranh, ví dụ như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dạy nghĩa từ tiếp theo, đó là giờ hồn. Thì ở đây là có ý nói phải coi chừng, mang tính đe dọa, có một từ khó hiểu ở phía sau đoạn cuối đúng không? Giờ hồn thì nó là phải coi chừng, mang tính đe dọa. Ở đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy đó là từ đầu cho đến chẳng công tự. À, đoạn 1, bây giờ thầy sẽ đọc một đoạn 1, sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại đoạn 1 nhé. Bỗng là một cô bé có tài hội họa, phát hiện ra điều này trước nhất là Bác Lan, chị gái của bố Bỗng. Thực ra lúc đầu Bác Lan chỉ thấy hơi là lạ, vì con bé mới học tiểu học mà sao nó lại mê vẽ thế. Nó vẽ như người ta thở, như người ta nhìn, như người ta nghe. Nó vẽ các nàng tiên, các cô công chúa, các chàng công tử. Đó là đoạn 1. Đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy từ tiếp theo, đó là cái bóng rất hay vẽ, nhưng đáng chú ý hơn là nó vẽ rất giống con mèo kết ra con mèo kết, con chó lu ra con chó lu, cây cau ra cây cau, 4 lít nó ra 4 lít, mẹ phít nó cũng chẳng lẫn được với ai. Cái mặt tròn như đồng xu với hai con mắt lá răm. Đó là đoạn số 2. Một số từ khó thì thầy đã luyện đọc ở phần luyện đọc từ khó. Như ở đây thì chúng ta sẽ ngắt nghỉ cái câu văn mà khá là dài trong đoạn 2 này như sau. Mẹ phít nó cũng chẳng lận được với ai. Cái mặt tròn như đồng xu với hai con mắt lá răm. Chúng ta có thể dừng video và đọc lại đoạn 2 này một chút. Tiếp theo đến đoạn số 3. Thì đoạn số 3 sẽ là từ tiếp theo cho đến hết bài. Bác Lan đưa tranh của Bống cho ông họa sĩ Phan xem để hỏi ý kiến. Ông họa sĩ xem cả sấp tranh, vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân dung bố và mẹ Bống thì tặc tặc lưỡi trầm trồ. Chà chà, vẽ như đồng cỏ đến kỳ nở hoa, vẽ được lắm, được lắm. Đoạn ông nói, còn những bức nào nữa, cho ông xem với nào. Bỗng đưa cho ông cả tập tranh giấu trong cặp. Ông trố mắt, chỉ từng bức, sao dưới bụng con gà mái mẹ lại có một hàng chấm chấm. Đó là tí của nó ạ. À, không có tí, gà con bố mẹ sao được ạ. À, thế con chuột nhắt đứng cạnh cái vòng tròn có hai chóp nhọn là cái gì? Là lưng con mèo. Ý cháu là hỡi tên chuột kia, mày hãy giờ hồn, mèo chưa quay đầu lại đâu. Như vậy là đây là đoạn 3. Ở trong đoạn 3 thì chúng ta thấy cũng có một câu văn chúng mình cần phải ngắt nghĩa như sau. Đó là ông họa sĩ xem cả sấp tranh vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân dung bố và mẹ Bống thì tặc tặc lưỡi trầm trồ. Cha cha, vẽ như đồng cỏ đến kỳ nở hoa, vẽ được lắm, được lắm. Như vậy thì chúng mình thấy có một số câu mà chúng ta cần phải nhấn giọng cũng như là ngắt nghĩa theo dấu câu cho hợp lý. Bây giờ thì chúng mình sẽ dừng video và đọc lại cho thầy đoạn số 3 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nối tiếp nhau đọc 3 đoạn ở trong bài nhé.
Tiếp theo thì trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì chúng ta sẽ đọc lại toàn bài một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài thì chúng mình sẽ thảo luận và trả lời một số câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Tài năng của bóng được giới thiệu như thế nào ở đoạn mở đầu? Vậy thì tài năng được giới thiệu như thế nào trong đoạn mở đầu đây các em? Bóng là một cô bé có tài hội họa. Người phát hiện ra điều này trước nhất là bác Lan. Vậy thì qua câu này chúng mình thấy tài năng của bóng được giới thiệu như thế nào? À đúng rồi. Qua câu này thì chúng ta thấy là bóng là một cô bé có tài hội họa và người phát hiện ra điều này nhất là bác Lan, chị gái của bóng. Chị gái của bố bóng. Vậy thì ở đây chúng mình thấy tài năng hội họa của bóng được giới thiệu đó là gì? À đúng rồi, tài năng của bóng đó là một cô bé có tài hội họa ngay từ câu đầu tiên. Câu số 2, điều đáng chú ý trong bức tranh bóng vẽ là gì? Chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý trong bức tranh bóng vẽ thì chúng mình thấy đó là gì? Những bức tranh bóng vẽ thì vẽ con gì? Con mèo kết này đúng không? Chó này, cháu Nu, mẹ là gì? Mẹ Fit và bố Lít đúng không? Vậy điều đáng chú ý trong bức tranh bóng vẽ là gì? À đúng rồi, điều đáng chú ý trong bức tranh mà bóng vẽ rất là giống con mèo kết ra con mèo kết, con chó Lu ra con chó Lu, và cây cau thì ra cây cau, bố bố Lít nó ra bố Lít, mẹ Fit cũng chẳng lẫn vào ai. Như vậy, điều đáng chú ý trong bức tranh của bóng vẽ đó là bóng vẽ rất là giống. Câu số 3, em hiểu thế nào về nhận xét của ông họa sĩ Phan đối với tranh của bóng? Chà chà, vẽ như đồng cỏ đến kỳ nở hoa. Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em. A. Khen tranh của bóng vẽ rất sinh động tự nhiên. B. Khen bóng có năng khiếu vẽ tranh. C. Dự đoán bóng sẽ là một họa sĩ tài năng trong tương lai. Theo chúng mình thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Ở đây thì chúng ta có thể chọn đúng không? Hoặc là đưa ra ý kiến của mình. Thì ngoài những ý kiến như thế này chúng ta có thể đưa ra những ý kiến khác nữa. Ở đây chúng ta sẽ chọn, ví dụ như chúng ta chọn đáp án A, đó là khen gì? Khen tranh của bóng vẽ rất là sinh động và tự nhiên. Ví dụ chúng ta có thể đưa ra một số ý kiến, ví dụ đây là câu ông họa sĩ khen bóng vẽ đẹp và vừa dự đoán bóng là một con tài năng trong tương lai chẳng hạn, vân vân. Câu số 4, những chi tiết nào trong bài cho thấy bóng có trí tưởng tượng rất là phong phú? Những chi tiết nào cho thấy bóng có trí tưởng tượng? Những chi tiết đúng không? Thì chúng ta thấy có thể đọc phần đoạn cuối, gần gần cuối của bài văn này. Thì ở đây chúng ta thấy những chi tiết đó là tí của nó ạ. À, không có tí thì gà con bú mẹ sao được? Tưởng tượng là gà có mẹ có tí đúng không? Và lưng con mèo thì dạ đây là lưng con mèo cháu. Ý cháu là hỡi tên chuột kia, mì hãy giờ hồn, mèo chưa quay đầu lại đâu. Tưởng tượng có một con mèo đang đứng cạnh con chuột là trí tưởng tượng của bóng rất là gì? Phong phú. Tưởng tượng gà con là phải bú mẹ thì mới lớn được đúng không? Và tưởng tượng là chuột là phải cẩn thận, đang có một con mèo đang rình nó. Đó là trí tưởng tượng trong các cái bức tranh của bóng rất là chân thực, sinh động, phong phú. Em có ấn tượng với nhân vật nào trong bức vẽ của bóng và vì sao? Ấn tượng thì chúng ta có thể đưa ra một số ấn tượng mà chúng mình có thể chia sẻ với các bạn, thì chúng ta sẽ trả lời theo cái ý của mình. Ví dụ em có ấn tượng với nhân vật chuột nhắt trong bức tranh vẽ của bóng vì chuột nhắt đang đứng trên đầu mèo rất dũng cảm chẳng hạn, vân vân. Thì ở đây chúng mình có thể đưa ra cái ấn tượng trong bức tranh và bóng vẽ. Và ấn tượng với mẹ Fit về con khuôn mặt tròn như cái đồng xu, hoặc là ấn tượng với chú chuột nhắt vì trông chú rất ngộ nghĩnh, vân vân. Đó là một số ấn tượng khi chúng ta xem bóng vẽ tranh.
Qua bài đọc thì chúng mình thấy câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng mỗi người có một đam mê riêng, niềm đam mê ấy sẽ giúp cho chúng ta có nhiều niềm vui và làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Đó là nội dung của bài đọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc lại. Trong phần luyện đọc lại thì chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc diễn cảm. Đọc diễn cảm ở đây thì chúng ta cần phải nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện hành động, suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật như là có tài, hội họa, tặc lưỡi, trầm trồ, chà chà, vẽ như đồng cỏ, đến kỳ nở hoa, không có tí thì gà con bố mẹ sao được ạ. À? Đó là một số câu chúng ta cần phải nhấn giọng khi đọc diễn cảm thì chúng ta chú ý. Ví dụ như là một số câu như là bống là một cô bé có tài hội họa, hay là bống, hay là chân dung bố và mẹ bống thì tặc lưỡi trầm trồ. Ví dụ chúng ta có thể nhấn giọng một câu như vậy: cha cha vẹt như đồng cỏ đến kỳ nở hoa, vẹt được lắm vân vân. Đó là một số chúng mình cần phải nhấn giọng khi đọc diễn cảm. Ngoài ra thì chúng ta phải nhắc nghĩ đúng các cái dấu câu ở trong bài đọc này. Chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Trong phần luyện tập thì tìm nghĩa ở cột B phù hợp với từ ở cột A. Ở cột A thì chúng mình thấy sẽ là có các cái từ sáng tác, sáng tạo và sáng chế. Nghĩa thì ở cột B chúng mình thấy đó là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần. Đó là nghĩ về chế tạo ra các cái trước đó chưa từng có, làm ra tác phẩm văn học nghệ thuật. Vậy thì nghĩa của các cái từ ở cột B phù hợp với từ cột A đó là những từ như thế nào? Chúng ta sẽ dừng video và làm bài tập này. Ở đây thì nghĩa của từ sáng tác sẽ là gì? Những người sáng tác thường là gì? Làm ra các cái tác phẩm nghệ thuật văn học, đúng không? Và sáng tạo là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc là tinh thần. Sáng chế là nghĩ ra và tạo ra được cái trước đó chưa từng có, gọi là sáng chế. Người ta sáng chế là những cái của máy sản xuất trước cái nông nghiệp mà hiện nay đang phục vụ vào chế tạo sản xuất. Chúng mình sẽ đến với câu đặt một hai câu đối với từ cột A với cột B. Thì chúng ta có thể là đặt một số câu liên quan đến các từ sáng tác, sáng tạo, mà cũng có thể là một số nghĩa ở câu B vừa rồi chúng ta vừa tìm. Ví dụ trong giờ mỹ thuật cô giáo cho học sinh thỏa sức sáng tạo, đúng không? Hay là nhà thơ Phạm Hổ sáng tác nhiều bài thơ hay cho thiếu nhi, hay là trong cuộc thi khoa học kỹ thuật An đã sáng chế ra một dụng cụ nông nghiệp mới. Đó là một số từ mà chúng ta có thể đặt với từ ở cột A ở bài tập 1, có các từ sáng chế, sáng tạo và sáng tác. Ngoài ra chúng mình có thể đặt thêm một số câu khác để chia sẻ cho các bạn. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài đọc, đó là đồng cỏ nở hoa. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.